Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tổ chức hai hội chợ khuyến mại lớn nhằm kích cầu tiêu dùng trong thời gian diễn ra chương trình tháng khuyến mại của thành phố. Đây là thông tin vừa được Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sáng nay. Theo Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ khuyến mại năm 2015 được tổ chức từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 năm 2015. Còn hội chợ xúc tiến tiêu dùng năm 2015 sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 12 năm 2015 đến ngày 1 tháng 1 năm 2016 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Cả hai chợ đều dự kiến có quy mô lớn hơn năm ngoái với khoảng từ 350 đến 400 gian hàng mỗi hội chợ. Các doanh nghiệp tham gia sẽ thực hiện các chương trình khuyến mãi với nhiều hình thức như giảm giá, tặng quà, tăng kèm dịch vụ, tăng thời gian bảo hành theo cam kết với ban tổ chức. Doanh nghiệp khi đến với chương trình tháng khuyến mãi hay là hội chợ tháng khuyến mãi cũng như hội chợ khuyến tiêu dùng thì đều có những cái cam kết về khuyến mãi thì bắt buộc phải đăng ký, và chúng tôi sẽ kiểm soát các hồ sơ đăng ký đó thông qua là các cái bộ phận chuyên môn của Sở Công Thương. Thì và trong quá trình diễn ra hội chợ thì sẽ có cái bộ phận là quản lý thị trường phối hợp với bộ phận quản lý thị trường cũng như thanh tra sở để kiểm tra giám sát cái việc thực hiện khuyến mãi của doanh nghiệp. Thì nếu mà doanh nghiệp mà thực hiện không đúng với những cam kết mà đã đăng ký với ban tổ chức ban đầu thì sẽ có hành vi xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Ngoài kiểm soát chặt các gian hàng tham gia hội chợ, trong năm nay, ban tổ chức cũng sẽ xây dựng khu trưng bày giới thiệu hàng giả, hàng thật nhằm giúp cho người tiêu dùng có thêm thông tin để nhận biết các sản phẩm giả mạo trên thị trường. Hai hội chợ trên là điểm nhấn trong chương trình tháng khuyến mãi kéo dài từ tháng 9 đến tháng 12 của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức trong 4 tháng, thay vì 1 tháng như trước đây, nhằm kích thích sức mua của người tiêu dùng trong dịp cuối năm.